sao cô em? Tờ chứng nhận ADN giả của anh. Em đường đường bắt cái thằng ấy ly dị vợ ở xa, hắt hủi rồi nó cho không thằng con luôn. Em chuẩn bị là nữ hoàng của cái nhà ấy rồi mà quên anh à? Này, muốn thằng này ngậm miệng ấy thì chuyển thêm 200 triệu nữa nha. Đây đây. Đây. Ừ. Ui, đẹp thế. Cháu cảm ơn bác. Bác ơi, cháu thích học vẽ lắm. Bác dạy cháu nhá. Ừ. Cháu y như mẹ cháu ngày xưa, cứ đòi bác dạy vẽ. Được. Đơn giản. Bác sẽ dạy cháu vẽ, nhưng với điều kiện gọi bác là bố. Bác dạy miễn phí luôn. Dạ vâng ạ. Ừ. Nói cho mày biết nha. Tao không cần biết giữa mày và vợ tao đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thằng Dương nó là con tao. Nó không phải là con của bất kỳ thằng nào cả. Mày hiểu chưa? Mày đừng hòng bắt nó coi mày là bố. Nhá. Nhá. Bố. Bố ơi, đánh nó đi. Con ghét bố. Dương. Dương. Anh bức xúc làm gì cho nó mệt người ra? Ok, con. Tại sao bố với cô lại ôm nhau? Bố không yêu mẹ, bố không thương con. Con ghét bố, tôi ghét cô. Ok, Dương. Kìa anh. Con nó cũng lớn rồi, nó hiểu hết đấy. Thôi, em về đi. Mẹ nó đã bỏ bố con anh đi 5 năm nay rồi, có thèm ngó ngàng gì đâu. Em cũng không muốn là chúng mình cứ mãi lén lút như thế này nữa. Anh ly dị đi. Hoặc là em, hoặc là cô ta. Anh và cô ta cũng không còn tình cảm gì cả. Rồi em sẽ làm mẹ của Dương thay cô ta. Khi nào chúng mình cưới nhau rồi, chắc chắn là thằng bé nó sẽ có thiện cảm với em. Nhưng mà bây giờ em cứ về nhà đi đã. Còn chuyện cưới xin mình bàn sau, được không em? Bởi vì bây giờ thằng bé nó cũng đang sốc. Để từ từ rồi anh giải thích cho nó hiểu nhá. Con đàn bà lăng loạn. Có lần em nghe Dương nói chuyện với mẹ nó. Mẹ nó bảo Dương gọi ông Mạnh họa sĩ là bố đi. Em đã sinh nghi rồi. Cái gì? Em giấu anh mang tóc của anh với Dương đi xét nghiệm ADN. Đây là kết quả. Dương không phải là con của anh. Alo. Cô đã đều với tôi ấy, thì đừng mong tôi tử tế với cô. Cái gì? Cô không về nước được à? Được. Từ bây giờ tôi sẽ đơn phương ly hôn. Tôi nói như thế để cho cô biết. Con chào bố. Dương về rồi đấy hả con? Có đói không? Để cô mua gì cho con ăn nhá. Không cần, cô đi mà ăn. Không được đâu. Với cô ấy, là bố đánh con. Cô ghét bố. Ok. Dương. Anh, em nghĩ là cơ thể này không ổn đâu. Thì em bảo anh phải làm gì bây giờ? Làm sao chấp nhận được cái việc đứa trẻ mình nuôi nấng cả chục năm trời bây giờ lại không phải là con mình? Cách duy nhất để anh quên Dương đi là hãy để con ra khỏi đây đi anh. Ý em là gì? Thực ra em mới có cô bạn mới về Việt Nam chơi. Chỉ 2 hôm nữa là cô ấy bay rồi. Em đã kể hoàn cảnh của anh cho cô ấy nghe. Cô ấy rất muốn nhận Dương làm con nuôi. Hay là mình để cho cô ấy đưa Dương đi nước ngoài đi anh. Chắc chắn là con sẽ có một cuộc sống tốt. Anh đã bảo là em thôi đi cơ mà. Em đang nghĩ cho anh đấy. Và nghĩ cho cả Dương nữa. Anh thử nghĩ xem. Dương không phải là con đẻ của anh. Làm sao anh có thể ở với nó được cả đời. Hãy để Dương đi đi anh. Thế thì anh mới có thời gian nghĩ đến em chứ.
Em ở bên cạnh bố con anh cứ như là người thừa vậy. Em đau lắm, anh có biết không? Thôi đấy, tùy em. Nào, mình đi con nhá. Cháu không đi đâu, em là nhớ của cháu. Cháu phải đợi bố cháu về đó. Bố ơi, bác sẽ thương con, bác sẽ mua nhiều đồ chơi cho con. Mình đi nhá. Cháu không đi đâu, cháu không bố cháu đó. Đưa cháu bé đi đâu? Đây là việc của chúng tôi, liên quan quái gì đến anh hả? Không, anh ơi, đưa cháu. Các người không thấy cháu nó sợ hãi như thế nào? Định đưa nó đi đâu? Thích ăn đòn. Khôn hồn thì đừng có mà chó mũi vào chuyện người khác. Điên. Sao của em, tờ chứng nhận ADN giả của anh. Em đường đường bắt cái thằng ấy ly dị vợ ở xa, hắt hủi rồi nó cho không thằng con luôn. Em chuẩn bị là nữ hoàng của cái nhà ấy rồi mà quên anh à? Này, muốn thằng này ngậm miệng ấy thì chuyển thêm 200 triệu nữa nha. Hey, đi vào. Em với thằng bé này từ nay không còn liên quan gì nữa rồi. Đi nhá. Dừng lại. Thả con tôi ra. Lại chuyện quái gì nữa thế này? Sao em bảo bố thằng bé để em toàn quyền quyết định cơ mà? Như này là như nào? Con đâu? Bố xin lỗi. Chị ơi, chắc là có sự hiểu lầm gì đó ở đây thôi ạ. Mất việc. Kìa chị ơi. Nhầm lẫn cái gì ở đây? Thế này là lừa đảo rồi. Liệu hồn đấy. Anh làm sao đấy? Rõ ràng là chúng ta đã quyết định rồi cơ mà. Cô im đi. Cô khốn nạn với bố con tôi đến như thế à? Em đã làm gì sai? Rõ ràng là chúng ta đã quyết rồi. Em làm tất cả mọi thứ là để cho anh thôi. Bây giờ sao anh lại mắng em? Cô đừng diễn nữa. Sao? Cô không diễn được nữa? Tôi quá ngu xuẩn mới tin loại người nham hiểm như cô. Anh ơi, em không muốn thế đâu. Đấy. Từ bây giờ, tôi với cô coi như không liên quan gì nữa. Cô cút đi!